Ở một trong những trận cầu tâm điểm của khuôn khổ vòng thứ 6 giải Ngoại hạng Anh, đó là trận cầu giữa Arsenal với Tottenham. Đây là một trận phải nói là kỳ phùng địch thủ anh em nhé. Trận đấu này thì sẽ được khởi tranh vào lúc 20 giờ tối ngày mai, ngày 24 tháng 9 năm 2023. Như chúng ta có thể thấy được, ở thời điểm hiện tại trên cái bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh thì ông lớn Manchester City cũng đang là cái đội bóng chiếm ngôi đầu bảng, khi họ cũng đang có được 15 điểm trọn vẹn sau 5 cái trận đấu đầu tiên. Tiếp đến là đội bóng thứ hai, đó là Tottenham. Lúc này thì Tottenham đang có được cho mình 13 điểm sau 5 lượt trận đầu tiên. Họ cũng đã có được hiệu số là dương 8 bàn. Trải qua 5 cái trận đấu đầu tiên của mùa giải mới thì Tottenham cũng đã có được cho mình 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Một cái mạch 4 chiến thắng liên tiếp gần đây thì chúng ta có thể thấy được là phong độ của Tottenham đang khá là cao. Trong khi đó thì Arsenal cũng đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Sau khi trải qua 5 cái vòng đấu đầu tiên thì Arsenal cũng đã có được cho mình 13 điểm sau 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Với một cái phong độ ấn tượng của hai đội bóng gần đây thì chúng ta có thể thấy được ở cái trận đấu này hai đội sẽ hứa hẹn mang đến một kịch bản cống hiến, và một cái trận cầu cởi mở giữa hai đội bóng sẽ được tạo lên khi mà chúng ta biết rằng cái hiệu số mà hai đội bóng cũng đã tạo lên ở 5 trận đấu vừa qua. Tottenham thì cũng đã ghi được 13 bàn thắng và để thủng lưới 5 bàn trong tổng số 5 trận đấu này. Còn Arsenal thì họ cũng ghi được 9 bàn vào lưới đối phương và cũng đã để thủng lưới đến 4 bàn. Với một cái hiệu số như thế này thì trận cầu tới đây sẽ hứa hẹn mang đến một kịch bản tưng bừng bàn thắng cho người hâm mộ ngay trên sân vận động của Arsenal anh em nhé. Với một cái thành tích ấn tượng như vậy trong cái khoảng thời gian đầu mùa giải, thế nhưng cái chuyến làm khách trên sân nhà của Arsenal thì trên thị trường kèo châu Á họ cũng đang để cái mức chấp lên đến 3/4 dành cho Arsenal, thì cũng đang cho thấy được là giới đầu tư họ đang đổ dồn vào cửa Arsenal nhiều hơn. Trong khi đó thì như chúng tôi cũng đã nói ngay ở đầu video là trận đấu này thì người hâm mộ cũng sẽ hướng đến một kịch bản là tương bừng bàn thắng. Điều này cũng được minh chứng bằng cái mức kèo tài xỉu ở thời điểm hiện tại, khi mà nhà cái cũng để cái mức kèo tài xỉu lên đến là 3/1/4 cả trận. Với những cái mã kèo như thế này thì đâu sẽ là cái sự lựa chọn tối ưu nhất để anh em chúng ta đầu tư vào cái mã kèo Haricap, Arsenal hay là Tottenham sẽ là cái kẻ mang về niềm vui chiến thắng cho chúng ta ở cái trận cầu này. Thì ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng với kèo bóng tôn tử, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cái công tác chuẩn bị của hai đội bóng này, cũng như là cái phong độ của hai đội bóng trong khoảng thời gian gần đây, để anh em chúng ta hướng đến những cái mã kèo tối ưu nhất cho mình anh em nhé. Và trước khi bước vào cái tâm điểm chính của video này là những mã kèo thêm nhất mà kèo bóng tôn tử sẽ dành tặng đến toàn thể anh chị em, thì tôn cũng chia sẻ đôi chút về đội ngũ ekip của chúng tôi làm việc để anh em có được cái lòng tin khi tìm đến chúng tôi anh em nhé. Như mọi người cũng đã biết thì ở những cái video trước tôn cũng đã từng quảng cáo về cái nhóm mà chúng tôi đã hoạt động. Ở thời điểm hiện tại thì tôn cũng đang quản lý 5 hội nhóm, 2 hội nhóm trên Telegram và 3 hội nhóm trên Zalo. Với những cái mã kèo chất lượng trong cái khoảng thời gian gần đây mà kèo bóng tôn tử cũng đã đồng hành cùng với toàn thể anh em, thì chúng tôi cũng đã giúp cho rất nhiều anh em vào bờ một cách rất là an toàn, và rất nhiều anh em cũng đã có được niềm vui chiến thắng và có được những cái đồng lãi nhất định cho mình. Hơn nữa khi anh em tìm đến kèo bóng tôn tử thì chúng tôi cũng không hề lấy bất cứ một cái đồng lộc phí nào của anh em. Chỉ cần anh em thiện chí đồng hành cùng với chúng tôi và dành cho chúng tôi những cái sự tôn trọng là tôn sẵn sàng đưa anh em vào nhóm mà không đòi hỏi bất cứ một cái điều gì anh em nhé. Vì cái mục đích như thế thì tôn mong rằng ở cái video này toàn thể anh em cũng đừng tiếc gì mà không dành tặng cho kèo bóng tôn tử một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi ngày càng phát triển và sẽ ra thêm nhiều video nhận định kèo chơi chất lượng cho anh em. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề chính của video này, đó là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phong độ của hai đội bóng anh em nhé. Như chúng ta cũng đã biết thì cái phong độ của Arsenal trong tổng số 5 trận đấu gần đây, họ trải qua 5 trận đấu mà cũng đã giành được cho mình đến 4 chiến thắng và 1 trận hòa mà thôi. Với một cái hiệu số ghi bàn đầy ấn tượng của Arsenal trong những cái trận đấu gần đây thì rõ ràng ở cái trận đấu này người hâm mộ sẽ hướng đến một trận đấu cống hiến của Arteta cùng với những học trò của mình. Như anh em cũng đã thấy thì trong 5 cái lượt trận đầu tiên của cái mùa giải mới, Arsenal cũng chỉ hòa duy nhất ở cái trận đấu khi tiếp đón Fulham ngay trên sân nhà của mình mà thôi.
Đây có thể được coi như là một tai nạn của thầy trò Arteta. Ngoài cái trận hòa này thì chúng ta có thể thấy được là Arsenal cũng đã giành những cái chiến thắng vô cùng là kịch tính trước các đối thủ. Họ đã giành chiến thắng 0-1 trước Crystal Palace, giành chiến thắng lên đến 3-1 trước Manchester United khi tiếp đón họ trên sân nhà, và giành chiến thắng 1-0 nghẹt thở trước Everton khi phải làm khách. Và ở cái trận đấu mới đây nhất khi mà Arsenal cũng đã có cuộc tiếp đón PSV ngay trên sân nhà của mình, thì Arsenal cũng đã hủy diệt đối thủ này với tỷ số lên đến 4-0. Với một cái phong độ ấn tượng như thế này thì rõ ràng cái cuộc tiếp đón Tottenham ngay trên sân nhà thì cái mức kèo chấp 3/4 cũng hoàn toàn là xứng đáng anh em nhé. Trong khi đó thì chúng ta có thể thấy được một cái thành tích của Tottenham trong 5 cái trận đấu gần đây thì họ cũng đang khá là ấn tượng anh em nhé. Ở cái mùa giải mới này, sau khi mà cũng đã mất đi một cái nhạc trưởng là Harry Kane, tưởng rằng Tottenham sẽ bị tụt dốc, thế nhưng không, chính Harry Kane ra đi mới tạo lên cái sự đột biến cho cái đội bóng này. Rất nhiều những cái cầu thủ cũng đã có cái sự tích cực, và cái điều này cũng được thể hiện bằng những cái chiến thắng rộn ràng của họ. Ở cái chuyến tiếp đón Manchester United ngay trên sân nhà thì Tottenham cũng đã giành được một chiến thắng bất ngờ là 2-0. Ở trận đấu thứ hai khi mà họ làm khách trên sân của Bournemouth thì Tottenham cũng đã tiếp tục có được một chiến thắng lên đến 2-0. Còn ở cái lượt trận thứ tư tại giải Ngoại hạng Anh khi mà Tottenham làm khách trên sân nhà của Burnley thì họ cũng đã có được một chiến thắng vô cùng rộn ràng lên đến tỷ số 5-2. Ở cái trận đấu mới đây nhất khi mà Tottenham tiếp đón Sheffield United ngay trên sân nhà thì câu lạc bộ này cũng đã có được một chiến thắng dễ thở trước Sheffield, đó là tỷ số lên đến 2-1. Còn ở cái lượt trận thuộc khuôn khổ Cúp Liên đoàn Anh thì Tottenham cũng đã có cuộc chạm trán với cả Fulham. Ở cái trận đấu này thì hai đội cũng đã hòa với nhau trong 90 phút thi đấu chính thức. Tuy nhiên thì bước vào hiệp phụ thì Tottenham cũng đã để thua Fulham với tỷ số là 2-1. Cái trận đấu này thì cũng không mang tính chất quan trọng gì với cả Tottenham cả, vì ở mùa giải này Tottenham cũng đang cạnh tranh cho mình một cái tấm vé sẽ được tham dự Cúp Châu Âu mùa tới anh em nhé. Tuy nhiên thì xét về cái thành tích đối đầu trong hai cái trận đấu gần nhất tại cái giải Ngoại hạng Anh mùa trước thì chúng ta có thể thấy được là Arsenal họ cũng đã giành được hai chiến thắng trước Tottenham. Ở cái khuôn khổ lượt đi thì Arsenal cũng đã hủy diệt Tottenham với tỷ số lên đến 3-1 ngay trên sân nhà. Ở cái chuyến làm khách trên sân nhà của Tottenham thì Arsenal cũng đã giành được một chiến thắng thuyết phục lên đến 2-0. Với một cái thành tích chiến thắng cách biệt như thế này thì cái mức kèo chấp lên đến 3/4 thì cũng hoàn toàn hợp lý khi Tottenham làm khách trên sân nhà của Arsenal anh em nhé. Tuy nhiên thì ở cái chuyến làm khách trước Arsenal ở cái khuôn khổ vòng thứ 6 của giải Ngoại hạng Anh này thì huấn luyện viên Postecoglou cũng có một chút những cái thiệt thòi khi mà những cầu thủ của ông cũng đã gặp phải những cái chấn thương rất là đáng tiếc anh em nhé. Ở thời điểm hiện tại thì Tottenham có đến 5 cái tên không thể ra sân. Còn bên phía Arsenal thì họ cũng đang có 3 cầu thủ không thể ra sân ở trận đấu này, đó là Timber, Partey và Martinelli. Tuy nhiên thì trong tay của huấn luyện viên Arteta ở thời điểm hiện tại thì đang có rất nhiều những cái tên vô cùng là chất lượng. Ở trên hàng công thì chúng ta có thể thấy được ở thời điểm này Arteta đã có được sự phục vụ tốt nhất của Jesus, cùng với đó là Chosa và Saka. Chịu trách nhiệm ở tuyến giữa là Martin Odegaard và Declan Rice, cùng với đó là Vieira. Thì ba cầu thủ này cũng đang cho chúng ta thấy được là họ đang chơi khá là tốt trong những trận đấu gần đây. Còn bên phía Tottenham thì chúng ta có thể thấy được một cái mũi nhọn hàng công lên đến 4 cầu thủ, đó là Richarlison, Kulusevski và Madison, cùng với đó là Son Heung-min, thì cũng đang tạo lên được những cái dấu ấn bất ngờ cho cái mùa giải mới khi mà cái hàng công của họ cũng đã ghi được quá nhiều bàn thắng vào lưới của các đối thủ. Với một cái đội hình chiến thuật ở thời điểm hiện tại khi mà Arsenal sẽ đưa ra sơ đồ là 4-3-3, trong khi đó thì Tottenham họ cũng đang vận hành một cái sơ đồ là 4-2-3-1 khá là tốt. Thì trận đấu tới đây chúng tôi cũng đang hướng đến một kịch bản là hai đội bóng sẽ chơi kín kẽ hơn này anh em nhé. Những cái trận đấu trước thì chúng ta có thể thấy được là hai đội bóng họ gặp những cái đối thủ yếu hơn thì rõ ràng là một kịch bản là hủy diệt hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng ở cái trận đấu mang tính chất cân não như thế này, hai đội bóng đang có một cái tương quan lực lượng cũng như là cái đội hình đang khá là cân bằng, thì một cái thế trận chặt chẽ sẽ được hai vị huấn luyện viên tạo lên. Vì thế
Ở cái trận đấu này, với quan điểm của Tôn thì chúng tôi không hướng đến một kịch bản sẽ là tương bừng bàn thắng dành cho hai đội bóng. Với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại như thế này thì chúng tôi cũng đang hướng đến một kịch bản là sẽ là 1-0 dành cho Arsenal hoặc là 1-1 dành cho cả hai đội bóng anh em nhé. Vì thế với cái mức kèo chấp lên đến 3/4 như thế này thì chúng tôi cũng không hướng đến cho anh em vào cái kèo Harry Cup. Thay vào cái kèo Harry Cup ở trận đấu này thì kèo bóng tôn tử sẽ hướng cho anh em với hai cái mã kèo tài xỉu. Đó là anh em có thể chọn với cái mã kèo xỉu 1/1/4 cho hiệp 1 với điểm ăn đang là 0.98. Cùng với đó là cái mã kèo xỉu 3/1/4 cho cả trận với điểm ăn đang là 0.84. Là hai cái mã kèo mà chúng tôi hướng đến cho anh em trong trận đấu này anh em nhé. Rồi tổng hợp về cái trận đấu giữa Arsenal với cả Tottenham thì kèo bóng tôn tử cũng đã chốt hạ cho anh em với hai mã kèo. Đó là anh em chọn xỉu hiệp 1 và xỉu cả trận. Với hai cái mã kèo ở thời điểm hiện tại như thế này thì những anh em nào mà đã lướt qua video, anh em thấy nhận định của chúng tôi hợp ý và trùng máu với anh em thì anh em có thể theo kèo ngay từ lúc này. Còn không thì anh em có thể đi ngược lại cũng không sao. Vì ở thời điểm hiện tại vẫn còn đang rất là sớm, vẫn còn hơn một ngày nữa thì trận đấu này mới được diễn ra cơ anh em nhé. Vì thế rất có thể là khi có được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội bóng cũng như là khi chúng tôi cập nhật được những cái thông tin tốt nhất về trận đấu này thì mã kèo này cũng có thể được thay đổi hoặc là sẽ được giữ nguyên. Vì vậy để có được những cái mã kèo chơi chất lượng nhất trong trận đấu này thì anh em hãy chủ động kết nối với Tôn qua địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0832406091 hoặc Telegram A Còng Kèo Bóng Tôn Tử để anh em nhận về những cái tham vấn tốt nhất trước khi trận đấu này được diễn ra anh em nhé. Và như anh em cũng đã biết rồi, trong cái khoảng thời gian gần đây thì kèo bóng tôn tử thường xuyên dành tặng cho anh em những cái mã kèo VIP như là mã kèo tỷ số hoặc là những cái mã kèo xiên vô cùng là chất lượng. Với cái mã kèo tỷ số thì gần như ngày nào và trận đấu nào chúng ta cũng được ăn. Với cái việc là bỏ vốn ít ăn nhiều thì Tôn cũng đã mang lại một cái thành quả vô cùng lớn lao cho những anh em đã đồng hành cùng với Tôn rồi. Hơn nữa thì trong những ngày vừa qua cũng có rất nhiều những anh em đã tìm đến Tôn để xin kèo. Thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em với rất nhiều những cái mã kèo chất lượng và anh em cũng đã được vào nhóm đồng hành cùng với Tôn. Anh em thấy những cái cuộc chơi của chúng tôi trong nhóm chất lượng và cái cách chơi khoa học cũng đã giúp cho anh em có được những cái chiến thắng lớn nào thì anh em gần như cũng đã không tin vào mắt của mình. Rất nhiều anh em cũng đã trao đổi với Tôn là em không nghĩ là vào nhóm của anh những cái mã kèo nó lại chất lượng như vậy. Thực ra những anh em mà đã tìm đến Tôn trong cái khoảng thời gian vừa qua thì anh em cũng chỉ xin kèo ở cái góc độ là tham khảo mà thôi. Nhưng mà khi mà đã nhận được những cái mã kèo chất lượng mà kèo bóng tôn tử cũng đã dành tặng cho anh em, cũng như là khi anh em đã vào nhóm, anh em chứng kiến những cái trận đấu mà Tôn cũng đã đồng hành trực tiếp với anh em, thì anh em cũng đã quá là tâm phục khẩu phục rồi. Với những cái mã kèo chất lượng như vậy thì Tôn mong rằng những anh em nào mà chưa đồng hành cùng với Tôn trong các hội nhóm thì anh em hãy nhanh tay kết nối với Tôn để anh em chúng ta cùng đi đường dài. Chúng ta sẽ cùng rút lõi từ ngân hàng nhà cái để mang về những cái đồng lãi cho mình anh em nhé. Rồi, góc chia sẻ thì Tôn cũng xin tạm khép lại ở đây. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào một cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý anh chị em chúng ta sẽ có được những cái chiến thắng tưng bừng trong những trận cầu mà anh em sẽ quan tâm tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.